Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Đấm luôn. Bắn chậm cái này lấy cứu luôn á. Má nó không muốn đi sụp bọt mà. Đủ má trời ơi, trời tên bà tao vừa mở mấy cục nhóc mình. Đợt cam đi. Đủ tham, tham. Này không được ping đồng đội nha. Đợm luôn nó có lát đâu. Đợm luôn cần người hết cấp 2. Làm gì anh Nam? Đâu còn phải cấp 2 đi đôi rồi đánh nó. Mới rồi mới tính rồi. Đánh đi tôi che cho, đôm nó. Dễ không? Thì gió chơi. Dễ hơn Suwaka nãy không? Hả? Dễ không? Hả? Ồ, hơi quăng nha. Gửng nó kìa, gửng kìa, lúi lúi, gửng nó kìa. Đỡ hợp được. Ủa đỡ đâu rồi? Má. Này. Ố. Chết được. Gì đâu. Mày chưa bút không? Má thằng Ly hay đấy. Thằng Ly này xuất sắc đấy. Biết chơi vãi chưởng đấy. Không phải. Đánh một mình cũng chơi. Cậu tôi phải di chuyển qua đó, thằng Ly mới ở qua đó chứ. Anh Ly di chuyển là mình đi phối hợp với Ly liền. Má mà nó hay má gì sẽ biết Ly làm gì được hả, muốn làm gì đó liền đẩy cao liền. Trời ơi đây kìa, trời ơi đây chịu thằng kia đánh đi nó biến thì chịu rồi. Các bạn sẽ bắt cầu hết nhỉ, mẹ nó não mình về nó hack không kiểu dữ là chủ yếu. Đơm luôn thì bỏ hết máu rồi đấy, đánh mình đâu, đơm luôn đi. Đừng ăn kéo là ăn á. Tôi ra luôn rồi, đơm đại đi, nếu chết đâu sợ. Nếu bằng né luôn. Nếu bằng né luôn, cứ bắn đi. Em có thể ở lại đây không? Dồn hết chứ. Buồn ở đây chứ. Tạm. Em biết. Gà quá. Quá thiệt luôn. Tỉnh không ơi. Cái gì yếu dính nhờ. Nhú nó đấy, người ta gọi là nhú nhờ. Con nó gọi là đi chơi đấy. Nó ngu không? Đưa lên ẩn ẩn phải ẩn thân chi thuật đi. Ơ nó biết rồi, cút vào này là ẩn cùng què trộm luôn. Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Ây da à, biết chơi phết nhỉ. Ủa kia lên. Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Tao với quá rồi, giờ mình làm gì cũng đúng á, nó làm gì cũng sai á. Bỏ bên. Thắng đi bên. À, cầm flash á. Đánh được á, đánh được á, đánh ba được luôn á, đánh ba được luôn á. Ông mày có ulti cơ, thằng đánh mà. Ờ, có sắp có ulti rồi, sắp có ulti rồi, đánh luôn đi. Đánh ẩu được á, đánh ẩu được á. Yeah.
Cái bà đó, cái bà đó vẫn đánh được, vẫn đánh được. Đánh chụp bọt trước cũng được nè. Đỡ đi. Má tối thế. Tiên Lý ơi, em có thể ở... Trời ơi, nó không lên nữa. Má nó nhảy lên, nó chỉ uống phòng mình thôi. Cái này thì em phải bắt mod nhỉ? Bắt mod làm tiền lên chứ. Thằng gừng nó lại ở đây sao ấy? Bà ơi, giờ gừng nó không quan trọng, có gừng hay không cũng không quan trọng đâu, kệ nó đi. Đi tầm mắt đi. Quan trọng là tôi có gờ không thôi, còn thằng gừng nó có thì không quan trọng đâu. Đúng rồi, không phải rồi. Tiên Lý là... Tôi nói ầm, tôi có gờ. Mình cân 4, mình cân tất. Tiên Lý ơi, em có tèo lại đi không? Ôi chết. Vậy thằng AD vẫn chết đâu. Á, hay dữ. Má, Lý. Không nghe tay nữa. Chôn, chôn tình nạn. Con này giờ chạy nhanh. Anh lợi tao không? Chạy nó không gì như này nè. Đúng ta 11 mạng nó solo mình. Nó ngáo rồi. Học có 2 cấp á. Mồm hát Thiên Lý, kim dí Thiên An. Đấy, ulti mặt tao này. Ôi, mẹ ba thằng à? Lý. Đây quăng rồi, bỏ ra đây thôi. Mồm hát Thiên Lý, kim dí Thiên An. Dọc, cái sau cái flash này, được rồi. Đánh ra đây ơi, đánh ra đây, tui sau lưng à. Cứ bắn đi, cứ bắn đi. Không ăn à, thôi. Anh em, cần gì anh? Cổ thác cho Lý, chi phí cho Nam. 14-0. Đây. Thấy không, đánh chân 15 phút này phải vui vẻ không?